Khi các bác cắm điện lên, các bác khởi động lên thì các bác nhìn cái màn hình hiển thị của bảng đèn LED nó sẽ sáng. Tại đây thì các bác có thể nhìn là nó đang để mặc định ở cái chức năng sấy đầu tiên là dành cho đồ custom. Đấy, các bác nhìn này. Khi mà các bác chọn chương trình thì nó sẽ tự động. Đây, em sẽ quay để các bác nhìn nó dễ dàng nhé. Các bác chọn chương trình này. Các bác ấn vào đây. Đấy, nó sẽ tự động nó nhảy xuống. Và mỗi khi nó nhảy thì những cái chức năng tiếp theo như mức sấy khô, nhiệt độ và thời gian nó sẽ là tùy chỉnh và mặc định mà nên nó sẽ tự động nhảy theo. Thì các bác nhìn này, tùy theo loại vải quần áo mà các bác lựa chọn các bác nhé. Đấy. Rất là nhiều loại vải khác nhau. Đấy. Nếu mà nhiều đồ thì các bác chọn thời gian sấy. Loại vải các bác muốn chọn phù hợp thì các bác chọn. Tuy nhiên thì thường là em sẽ sấy hỗn hợp và em chọn là nhanh. Đấy, em sẽ chọn là nhanh 40 phút thì ngay lập tức ở cái bảng điều khiển bảng đèn nó sẽ hiển thị là 40 phút các bác nhé, 40 phút để các bác sấy, sau 40 phút thì nó sẽ sấy xong mẻ quần áo đó. Và khi đó thì nó sẽ tự động là nó chọn mức sấy này, mức sấy khô là cao nhất. Đấy, khi các bác chọn 40 thì nó sẽ mặc định nó cài đặt luôn, các bác sẽ không thể chỉnh được. Đấy, các bác chọn chương trình khác thì các bác có thể lựa chọn được. Đấy, mức sấy này mức sấy cao nhất, mức sấy trung bình và sấy chỉ có hơi thôi, có gió thôi. Và nhiệt độ ở đây cũng vậy, các bác chọn nhiệt độ này, tăng tốc này, nhiệt thấp, thổi gió. Đấy. Đấy. Thường em sẽ chọn 40 phút. Nó tự động là nó nhảy hết các cái mức kia cao nhất luôn thì nó sẽ sấy rất là nhanh. Đấy. Các bạn ấn lựa chọn thôi. Và sau khi các bác đã chọn xong rồi thì các bác ấn vào nút play đây. Nút play. Đấy, nó sẽ khóa lại. Và nó bắt đầu là nó khởi động là nó chạy thôi. Sau khi xong thì các bác tiến hành. Một số cái lỗi mà các bác cần lưu ý là khi mà các bác cho quần áo vào xong, các bác cho quần áo vào xong thì các bác đẩy cửa vào. Nhưng khi mà các bác lựa chọn xong thì các bác ấn này, các bác nhìn này, em sẽ thử ấn rồi các bác chọn nó sẽ báo một cái lỗi nhé. E40. E40 là lỗi gì? E40 là lỗi nó chưa đóng chặt. Đây các bác đóng cửa nhưng mà nó chưa chưa chặt. Đấy, các bác nhìn này. Nó chưa chặt thì nó sẽ sinh ra cái lỗi này. Thì các bác phải đóng thật chặt vào. Đóng chặt thì nó sẽ tự động là nó sẽ hết cái lỗi đó và các bác ấn quá trình bắt đầu sấy thì nó sẽ sấy thôi. Nó rất là đơn giản. Các bác nhớ nhé, lỗi E40 các bác nhé. Đấy, E40 là cửa lồng của máy sấy nó chưa được đóng chặt. Đấy, đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. Sau khi sấy xong thì các bác bỏ quần áo ra, các bác tắt điện, rút điện, thế là ok. Nó rất là đơn giản. Đấy, trong quá trình các bác dùng mà gặp lỗi như nào thì các bác có thể là bình luận hoặc gọi về hotline thì em sẽ hỗ trợ các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi.